Xin chào các bạn. Đây là cái giờ nghỉ trưa của ban giám khảo. Các thí sinh thì cũng nghỉ giải lao để trước khi vào dự thi sơ tuyển vào buổi chiều. Thì có thí sinh là ngồi nghỉ, có thí sinh thì ra ngoài phía cổng kia thì mua đồ ăn để ăn buổi trưa thì nghỉ ngơi này, để chuẩn bị cho buổi chiều các thí sinh bắt đầu vào thi sơ tuyển. Hay là buổi sáng thì là cũng đã kết thúc, bây giờ là giờ nghỉ trưa của ban giám khảo. Năm nay thì cuộc thi solo cùng bolero mùa thứ 5. Cái khu vực này thì năm ngoái cũng đã thi rồi, các thí sinh cũng đã về đây thi rồi. Thì năm nay vẫn là cái trung tâm tiệc cưới hội nghị Melissa. Thì số lượng thí sinh năm nay thi thì cũng không đông so với các năm về trước. Giờ nghỉ trưa cho nên là có thí sinh thì ôn lại bài thi. Đây, trên hình ảnh các bạn thấy là các thí sinh ngồi nghỉ, có thí sinh thì nhẩm lại bài thi của mình. Và các bạn cũng nhìn thấy đấy, là cũng có một số bạn kéo lá bán kẹo kéo tới tập luyện để hát. Và cũng có một số bạn là cho thuê hát các bài hát bolero. Thí sinh nào có yêu cầu tập luyện thì sẽ thuê các bạn đó để hát với loa kéo. Một số thí sinh thì đã ra ngoài phía cổng kia để mua đồ ăn ăn để đã vào, còn một số thí sinh thì tiếp tục ra mua nước và mua đồ ăn. Năm nay thì thời tiết tầm giờ thì thời tiết nắng. Thời tiết rất là thoải mái, rất là dịu, có nắng nhẹ và có gió. Trung tâm tiệc cưới hội nghị Melissa rất là rộng. Vâng, giờ nghỉ trưa thì là các thí sinh ngồi nghỉ, bậc hè, các bậc lên xuống. Còn đây là cái phía trong thì các thí sinh cũng đang ôn lại. Rồi các thí sinh thì ngồi nghỉ để đợi tới giờ chiều thì bắt đầu bước vào thi.
Năm nay thì nói chung là các thí sinh, cái lượng thí sinh về cái khu vực tuyển sinh solo cùng bolero cuối cùng của năm nay là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không đông so với các năm về trước. Số lượng năm nay thì cũng ít so với các năm về trước. Các thí sinh thì cũng ở nhiều nơi, tập trung về cái địa điểm khu vực này là khu vực tuyển sinh cuối cùng. Năm nào cũng thế, ở thành phố Hồ Chí Minh là cái khu vực tuyển sinh solo cùng bolero cuối cùng. Ban tổ chức tuyển sinh ở Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ và cuối cùng là thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là các thí sinh nào ở các khu vực mà chưa kịp mà đăng ký dự thi, chưa kịp thi thì thành phố Hồ Chí Minh là khu vực cuối cùng tuyển sinh solo cùng bolero 2018 là khu vực cuối cùng. Là các thí sinh nào mà chưa kịp đăng ký thì sẽ về đây đăng ký để dự thi. Còn đây là cái khu vực phòng chờ. Đây là khu vực phòng chờ là sau khi các thí sinh được phát phiếu dự thi và một cái giấy để khai tóm tắt thông tin cơ bản về cá nhân thì các thí sinh sẽ được vào trong cái phòng chờ này. Trên khu vực trên kia thì có một cái sân khấu, các thí sinh sẽ giao lưu cùng với nhau. Ở đây là giờ nghỉ trưa, cũng có thí sinh ra ngoài mua đồ ăn hoặc là nghỉ ngơi. Trung tâm hội nghị tiệc cưới, trung tâm tiệc cưới hội nghị Melissa rất là rộng và cái hội trường rất là lớn để cho các thí sinh vào trong đó để chờ đợi tới lượt của mình để dự thi. Dạ vâng, đây là cái thời gian nghỉ trưa của ban giám khảo và cùng các thí sinh. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chân thành cảm ơn ạ.